bắt giữ hung thủ ra tay với người đàn ông trên phố ở Hà Nội. Xây nhà cho thuê, mua từ 20 căn hộ trở lên phải lập dự án đầu tư. Bất thường điểm thi lớp 10 ở Thái Bình, lập đoàn thanh tra làm rõ. Nữ bác sĩ bị kính rơi trúng người ở quán The Coffee House sắp xuất viện đi làm trở lại. Xác minh vụ thai phụ đẻ rơi sau khi khám khiến bé sơ sinh không qua khỏi. Nam thanh niên vừa đi nhờ xe rồi ra tay sát hại nam công nhân, cướp tài sản. Chân tướng kẻ châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang. Bạc Liêu, hai bé sinh đôi qua đời dưới ao tôm sau nhà. Điều tra vụ đốt xe ô tô sau khi va chạm giao thông tại Hà Nội. Vụ ra tay với chồng và cháu ruột bằng chất độc, mua sẵn cyanua trên mạng từ năm 2022. Trùng tu chùa cầu ở Hội An, hoàn thành quét vôi, màu sắc không thay đổi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bắt giữ hung thủ tấn công người đàn ông trên phố ở Hà Nội. Ngày 31 tháng 7, Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ việc người đàn ông bị tấn công trên phố Trần Quang Khải. Theo đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo về vụ việc một người đàn ông bị đối tượng dùng hung khí gây thương tích tại khu vực vỉa hè số 162 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an phường Lý Thái Tổ và các lực lượng có liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ. Sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cùng người dân truy bắt đối tượng đang bỏ chạy đến khu vực ngã tư Hàng Tre, Hàng Mắm. Hung khí gây án cũng đã được thu giữ. Qua điều tra, đối tượng được xác định là Trịnh Văn Hùng, sinh năm 1962, trú tại số 19 Hàng Thùng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn cá nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Xây nhà cho thuê, mua từ 20 căn hộ trở lên phải lập dự án đầu tư. Nghị định quy định nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ là nhà ở có từ 2 tầng trở lên được thiết kế, xây dựng với mục đích để bán, cho thuê mua hoặc kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc chỉ để cho thuê đối với từng căn hộ. Trường hợp xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để cho thuê, để bán hoặc kết hợp bán, cho thuê mua hoặc có mô hình từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê thì phải thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Trường hợp xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ mà có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê thì việc xây dựng nhà ở này phải thực hiện theo quy định về xây dựng nhà ở riêng lẻ của cá nhân, bao gồm yêu cầu về thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý, giám sát thi công xây dựng và các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Việc quản lý vận hành nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ được thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Nghị định số 95 cũng quy định rõ về việc bán, cho thuê mua, bán giao nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ. Theo đó, trường hợp xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 1, điều 57 của luật nhà ở hoặc theo khoản 3, điều 57 của luật nhà ở mà có căn hộ để bán, cho thuê mua thì việc bán, cho thuê mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở. Việc cấp giấy chứng nhận đối với từng căn hộ cho người mua, thuê mua theo quy định được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc bán giao các căn hộ để mua, bán, thuê mua được thực hiện theo các quy định sau đây. Đối với trường hợp quy định 1 thì việc bán giao nhà ở được thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 37 của luật nhà ở và điều 25 của nghị định này. Đối với trường hợp quy định 2 thì việc bán giao nhà ở được thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8. Bất thường điểm thi lớp 10 ở Thái Bình, lập đoàn thanh tra làm rõ. Ngày 31 tháng 7, ông Trần Trung Dũng, Chánh thanh tra tỉnh Thái Bình ký quyết định thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Phạm Công Dịch, Phó thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn. 10 thành viên còn lại là các cán bộ phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng thanh tra phòng chống tham nhũng, phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Đoàn công tác còn có các cán bộ đại diện các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã nhận được đơn của công dân và dư luận xã hội phản ánh những bất thường về điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2024-2025. Cụ thể, khi có điểm thi,
nhiều phụ huynh, giáo viên một số trường trung học cơ sở trong tỉnh Thái Bình đã bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của thí sinh. Đặc biệt, nhiều thí sinh điểm thi môn toán được 3 nhưng sau khi phúc khảo, kết quả đạt 9 điểm. Thậm chí, có thí sinh từng đạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng chỉ được 5,5 điểm. Kết quả phúc khảo của thí sinh được 9,5 điểm môn toán. Sau khi tiếp nhận đơn và kiến nghị của người dân, ngày 30 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu thanh tra tỉnh này tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong sự việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trung học Phổ thông năm học 2024-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để phục vụ hoạt động thanh tra. Trước đó, ngày 30 tháng 7, căn cứ kết quả cuộc họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu thanh tra tỉnh tiến hành đột xuất việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ hoạt động thanh tra đúng quy định của pháp luật. Nữ bác sĩ bị kính rơi trúng người ở quán The Coffee House sắp xuất viện đi làm trở lại. Trong buổi gặp gỡ với các đồng nghiệp ở bệnh viện ca sang thăm trước ngày được ra viện, bác sĩ Hoàng Minh Lý bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè và người dân quan tâm chia sẻ với bác sĩ Lý trong hơn 3 tháng qua. Với bác sĩ Lý, sự động viên ấy là động lực để nữ bác sĩ vượt qua và hôm nay đón tin vui được ra viện, hồi phục sức khỏe tốt. Do gặp nhiều tổn thương nặng nên thời gian hồi phục của bác sĩ Lý sẽ còn kéo dài, chắc chắn hành trình phía trước cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện ca, bác sĩ Lý bày tỏ nguyện vọng sau khi khỏi bệnh sẽ được quay trở lại bệnh viện, được tiếp tục làm việc tại khoa xạ 5, bệnh viện ca, nơi bác sĩ Lý đang làm việc trước khi xảy ra tai nạn hy hữu. Ông Quảng cho hay, trên cơ sở nguyện vọng của bác sĩ Lý và do nữ bác sĩ hiện vẫn đang ngồi xe lăn, nên bệnh viện sẽ tiếp tục bố trí để nữ bác sĩ làm việc tại khoa và sẽ phân công công việc phù hợp. Trước đó, ngày 20 tháng 4, bác sĩ Hoàng Minh Lý, sinh năm 1995, quê quán tại Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An, công tác tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, không may bị một tấm kính cường lực của quán cà phê bị vỡ, đổ sập vào người. Tai nạn vô cùng hy hữu nhưng gây hậu quả vô cùng nặng nề. Nữ bác sĩ Lý được đưa vào nhập viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2. Đặc biệt, tai nạn khiến nữ bác sĩ bị gãy trượt đốt sống, chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ. Họa vô đơn chí, trước đó mẹ của Lý lại phát hiện bệnh u lympho, một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng, hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện ca. Bố Lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu, Lý còn một người em trai nhỏ. Những biến cố liên tục ập đến khiến gia đình của Lý thêm khó khăn chồng chất. Sau hơn một tháng điều trị, gần cuối tháng 5 năm 2024, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý được chuyển sang điều trị phục hồi chức năng và chuẩn bị xuất viện. Xác minh vụ thai phụ đẻ rơi sau khi khám khiến bé sơ sinh không qua khỏi. Ngày 31 tháng 7, theo nguồn tin của phóng viên báo Giao thông, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ xác minh để làm rõ về trường hợp trẻ sơ sinh qua đời do sinh rớt trên đường đến khám lại tại Trung tâm Y tế huyện U Minh. Tổ xác minh sẽ kiểm tra quy trình tiếp nhận, thăm khám xem có xảy ra sai sót gì hay không. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện U Minh, khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 7, thai phụ NTN, 38 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đến phòng khám sản của trung tâm. Tại đây, thai phụ được chẩn đoán con so, thai khoảng 36 tuần. Sau đó, thai phụ được chỉ định khám cận lâm sàng, siêu âm thai và các xét nghiệm cơ bản. Kết quả, các xét nghiệm không có gì bất thường. Đến 9 giờ 45 phút, trung tâm cho thai phụ về theo dõi tiếp, đồng thời tư vấn uống viên sắt, theo dõi cử động thai, nếu có dấu hiệu bất thường như đau chằng bụng dưới hoặc đau lưng, quay lại khám ngay.
trong vòng 1 tuần. Nếu không có các dấu hiệu trên thì cũng quay lại khám định kỳ. Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thai phụ đau chằng bụng dưới, được gia đình đưa đi khám. Trên đường đi, thai phụ có ghé trạm y tế xã Khánh Lâm vào khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày và đậu ở cầu tàu của trạm. Người nhà sản phụ lên trạm báo, nhân viên trạm xuống khám thì sản phụ chỉ đau bụng nên hướng dẫn trở gấp đến trung tâm y tế huyện U Minh để sinh. Trong quá trình di chuyển, sản phụ vỡ ối và sinh rớt. Khi sản phụ được đưa đến trung tâm y tế huyện U Minh, bé sơ sinh đã tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở, hồi sức tim phổi cấp cứu và báo động đỏ nội viện, hồi sức không thành công. Bác sĩ chẩn đoán trẻ qua đời ngoại viện và được người nhà đưa về an táng theo phong tục của địa phương. Sản phụ sức khỏe tốt, hiện đã được xuất viện. Nam thanh niên vừa đi nhờ xe rồi ra tay tấn công nam công nhân, cướp tài sản. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi xuống tay với người khác, cướp tài sản tại phường Vân Trung, thị xã Việt Yên. Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 30 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an thị xã Việt Yên về việc xảy ra vụ án xuống tay với người khác, cướp tài sản trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một nam giới không rõ danh tính trên bãi cỏ cạnh đường thuộc tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, trên cơ thể có nhiều vết thương tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh. Quá trình điều tra xác định, nạn nhân là anh Hoàng Quốc Huynh, sinh ngày 19 tháng 7 năm 2004, cư trú tại thôn Kép 3, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại phường Quang Châu, thị xã Việt Yên. Anh Huynh là công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Việt Yên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 5 giờ ngày 31 tháng 7, lực lượng công an đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Bùi Tuấn Anh, sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Tập Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, lưu trú tại tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Bùi Tuấn Anh đã nảy sinh ý định cướp tài sản nên chuẩn bị một vật nhọn để gây án. Chiều tối ngày 30 tháng 7, tại đoạn đường thuộc tổ dân phố Vân Cốc 2, Bùi Tuấn Anh gặp anh Huynh nên xin đi nhờ xe rồi dùng vật nhọn khống chế, ra tay với nạn nhân, sau đó cướp xe máy rời khỏi hiện trường. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Bùi Tuấn Anh về hành vi ra tay với người khác, cướp tài sản và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Chân tướng kẻ châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang. Khoảng 13 giờ 25 phút cùng ngày, Hồ Liêu Châu, sinh năm 1995, trú tại tổ 16, Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, đi xe máy mang biển số 79L29155, mua 5 lít xăng đưa về khu vực khóm Máy Nước, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang để chiết ra các chai khác nhau. Sau đó, Châu lên xe máy chạy lòng vòng, đến nhà số 50 Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, đốt chai xăng ném vào trong. Sau đó, đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy chạy đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt, ném một chai xăng vào một biển quảng cáo gây cháy. Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục đi xe máy vào khu vực cây xăng số 2 thuộc công ty xăng dầu Phú Khánh, Petrolimex Khánh Hòa ở khu vực Mả Vòng, Nha Trang, rồi cầm chai nhựa chứa xăng tưới xuống đất, châm lửa. Đám cháy bùng nhanh và khiến trụ đổ xăng số 5 cháy đen. Một lúc sau, đám cháy được khống chế. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại, còn Châu bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an thành phố Nha Trang có mặt ghi nhận hiện trường, tổ chức truy tìm và khống chế Châu. Do Châu bị bỏng ở hai chân, được chuyển tới bệnh viện băng bó rồi đưa về trụ sở tiếp tục điều tra. Lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, qua test nhanh, Châu dương tính với ma túy. Bước đầu, đối tượng này khai do buồn chuyện gia đình cùng với việc sử dụng ma túy nên đã gây ra sự việc trên. Bạc Liêu, hai bé sinh đôi qua đời dưới ao tôm sau nhà. Tối ngày 30 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vinh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai bé sinh đôi đuối nước qua đời thương tâm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, mẹ hai bé NHT và NHT sinh đôi 2 tuổi mang cháo qua nhà ông nội cho hai bé ăn. Lúc này, gia đình không thấy hai bé đâu nên vội vã chia nhau đi tìm. Một lúc sau, ông nội hai bé nhìn xuống ao tôm, thấy có nhiều bọt nổi lên bất thường, nghi có chuyện chẳng lành. Người nhà liền nhảy xuống mò tìm thì phát hiện bé Thờ chìm dưới ao, còn bé Tờ cũng được tìm thấy nổi trên mặt ao cách chỗ bé Thờ khoảng 20m. Ngay sau đó, cả hai bé được người nhà đưa lên bờ và tiến hành hô hấp cứu chữa nhưng các bé đã không qua khỏi. Theo gia đình, nguyên nhân dẫn đến hai bé qua đời do té xuống ao và bị đuối nước. Ngay khi hay tin, lãnh đạo ban, ngành, xã đã trực tiếp xuống hiện trường,
sáng mai ngày 31 tháng 7, xã sẽ thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh thông tin thêm. Điều tra vụ đốt xe ô tô sau khi va chạm giao thông tại Hà Nội. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, trên tuyến đường liên xã thuộc huyện Thanh Trì đi qua xã Ngọc Hồi xảy ra một vụ cháy xe ô tô. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố, đưa lái xe đi cấp cứu kịp thời. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lái xe là anh VVH, sinh năm 1979, trú huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 30E530XX đang lưu thông trên tuyến đường nói trên thì xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Sau tai nạn, tài xế ô tô không xuống giải quyết mà không rõ vì lý do gì đã cầm hung khí và châm lửa tự đốt xe ô tô của mình. Thấy hành vi bất thường, công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng khống chế anh Hát và tiến hành dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Vụ ra tay với chồng và cháu ruột bằng chất độc, mua sẵn xe nuôi trên mạng từ năm 2022. Ngày 30 tháng 7, tại buổi họp thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội Đồng Nai 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ đầu độc người thân bằng xe nuôi ở huyện Nhân Trạch. Theo ông Toàn, đơn vị đang mở rộng điều tra và tiếp tục lấy lời khai của bị can về vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định do các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên từ năm 2022, Nguyễn Thị Hồng Bích lên mạng mua chất độc cyanua. Loại cyanua Bích mua dạng bột màu trắng và bị can đem về cất giấu trong phòng ngủ. Sau đó, kẻ này đã dùng cyanua lần lượt đầu độc chồng và hai cháu ruột qua đời, nạn nhân thứ 4 may mắn sống sót. Vụ này có tính chất nghiêm trọng, ra tay với nhiều người. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt bị can Bích để điều tra về hành vi ra tay với người khác. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục các biện pháp xác minh, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Thượng tá Toàn cho hay. Như tin đã phản ánh, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Nguyễn Thị Hồng Bích đã chuẩn bị sẵn cyanua để đầu độc những người thân. Để tránh bị nghi ngờ, Bích đã mua cyanua và giấu trong ngăn tủ được khóa trái. Nạn nhân đầu tiên Bích ra tay chính là anh NTT Thờ, chồng của Bích, với lý do chồng quá ham mê cờ bạc. Vì vậy, giữa tháng 10 năm 2023, Bích mua cyanua cho vào viên con nhộng, bỏ chung vào bịch thuốc và sau đó chồng Bích tự uống những viên thuốc này. Sau khi chồng qua đời được một thời gian, Bích phát sinh tình cảm với người khác nên anh trai và em gái ruột đã khuyên ngăn. Nghĩ người nhà muốn chia rẽ tình cảm giữa mình và người yêu, Bích đã lấy cyanua cho vào nước ngọt và cho hai cháu NKG 7 tuổi, con của em gái và NHN 12 tuổi, con của anh trai uống khiến hai cháu qua đời. Đến đầu tháng 6 năm 2024, Bích tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chị dâu về việc bàn chuyện sửa nhà. Cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, còn anh trai mình lại dung túng cho vợ, nên bị can Bích tiếp tục lên kế hoạch đầu độc NHBT, con của anh trai và chị dâu để trả thù. Thấy T có mụn, Bích nói rằng sẽ mua thuốc để giúp cháu trị mụn. Sau khi uống thuốc trị mụn của Bích mua, T bị hôn mê, mất tri giác và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm, T bị ngộ độc cyanua nên người nhà đã tố cáo hành vi của Bích lên cơ quan công an. May mắn, T do được đưa đến bệnh viện kịp thời, tuổi trẻ có sức khỏe tốt nên hồi phục nhanh chóng, đã được xuất viện. Đến ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh xuống tay với người khác. Trùng tu chùa cầu ở Hội An, hoàn thành quét vôi, màu sắc không thay đổi. Ngày 30 tháng 7, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam, đơn vị thực hiện trùng tu di tích chùa cầu, cho quét vôi một phần hạng mục của cầu sau trùng tu. Theo đó, công nhân tiếp tục quét vôi lên phần bên hông chùa cầu đã được quét màu trắng trước đó. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết, đây là quét vôi theo quy trình nhiều nước, hiện quét lại nước thứ hai, màu sắc không thay đổi. Phần công trình chính màu đã hoàn thiện, sẽ không quét thêm. Trước đó, ngày 25 tháng 7, sau gần 20 tháng trùng tu, toàn bộ phần nhà bao che bằng khung sắt và mái tôn bao quanh chùa cầu được tháo dỡ. Diện mạo mới của chùa cầu xuất hiện sau trùng tu đã nhận nhiều ý kiến trái chiều về màu sơn khá tươi mới. Nhiều người cho rằng màu sơn này làm mất đi vẻ đẹp cổ kính, rêu phong của công trình là trái tim của phố cổ Hội An. Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết, việc trùng tu luôn đảm bảo giữ lại tối đa các dấu tích vật chất hiện hữu, xác định hàm chứa các giá trị lịch sử văn hóa của di tích chùa cầu. Qua đó, bảo tồn nguyên vẹn các giá trị kiến trúc, nghệ thuật đã tạo nên hình ảnh biểu tượng của Hội An. Hoạt động trùng tu được thực hiện với cách tiếp cận khoa học trong tính toán các giải pháp can thiệp dựa trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ, xác thực và các đánh giá khách quan, toàn diện về di tích. Ngoài ra, việc trùng tu di tích chùa cầu được xem xét trong tổng thể, không tách rời việc tu bổ các thành phần kiến trúc của di tích với tôn tạo cảnh quan khu vực xung quanh.
hạn chế tối đa sự can thiệp không cần thiết, tránh làm thay đổi những đặc điểm cơ bản tạo nên các giá trị của di tích. Được biết, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu có tổng mức đầu tư hơn 20,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố Hội An bố trí 50%. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An làm chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện, Trung tâm Tư vấn Bảo tồn Di tích, Viện Bảo tồn Di tích là đơn vị tư vấn. Dự kiến, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu sẽ được khánh thành vào ngày 3 tháng 8 tới.